Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong 10 năm tới là cái thời điểm phát tài của ba con giáp sau đây. Nếu bỏ qua sẽ muôn đời nghèo khổ, nên nhớ là nước chảy xuôi dòng, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Và trong 10 năm tới này là cái thời điểm phát tài của ba con giáp sau đây. Nếu bỏ qua sẽ muôn đời nghèo khổ, cho nên là các bạn hãy tận dụng cái cơ hội này để nắm bắt, để vận dụng, cố gắng để mang lại cái sự thành công cho bản thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là ba con giáp nào. Thứ nhất, đấy là tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp thì 10 năm tới Ngọ sẽ vượng phát vô cùng, tài chính vô cùng khởi sắc. Nếu hôm nay bạn tay trắng, sau này nhất định sẽ giàu sang vô cùng. Nếu hôm nay bạn trắc trở đủ đường, sau này nhất định thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại. Một vị quý nhân trời cho sẽ bước đến bên con giáp này, chỉ đường dẫn lối để họ bước đến hô vàng, kiếm được phú quý vô lượng. Hãy biết tỉnh táo để nắm bắt, kẻo nước chảy xuôi dòng, có hối cũng không kịp. Thứ hai là tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp, 10 năm tới tuổi Sửu sẽ vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Cuộc sống của bạn sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn, rắc rối, phiền não nghiêm trọng nào. Nếu không được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao, cũng sẽ nhận được cái cơ hội đầu tư dũng mãnh bất ngờ, tiền bạc nhiều vô cùng, không phải lo lắng đắn đo chi tiêu, phú quý dồi dào, sung túc vô cùng. Đó là cái thành quả của những cái năm tháng nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Và con giáp thứ ba là tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, 10 năm tới họ sẽ vô cùng thành công nhờ cái nghị lực phi thường, khéo léo trong giao tiếp và giỏi đối nhân xử thế. Không chỉ vậy, đây còn là cái thời điểm con giáp này được cát tinh soi chiếu, gặp được quý nhân phù trợ, giúp hóa giải cái vận đen, tai ương xui xẻo, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc sung túc vô cùng. Mùi nên nhớ, khổ tận cam lai, đường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, ông trời không tuyệt đường sống của bất cứ ai bao giờ. Quý vị thân mến, trên đây quý vị vừa chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn trong 10 năm tới. Nếu bỏ qua sẽ muôn đời khổ, nên nhớ là nước chảy xuôi dòng, cơ hội sẽ không đến lần hai. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.